Lý giải sự thật đằng sau bức ảnh bốn bé gái mặc váy đứng ở bốn góc quan tài trong đám tang cố nghệ sĩ Khánh Nam. Nhiều độc giả sẽ không khỏi thắc mắc tò mò về vai trò đặc biệt của bốn đứa trẻ này. Sáng ngày 24 tháng 10, gia đình, bạn bè và bà con lối xóm đã tới tiễn đưa nghệ sĩ Khánh Nam về nơi an nghỉ cuối cùng. Linh cữu của nam diễn viên được an táng tại mỏ cày Bến Tre. Nghệ sĩ Phước Sang, Thanh Bạch, Phú Quý cầm hoa lan hòa vào dòng người trong không khí tang thương xót xa. Chứng kiến cảnh tượng đau buồn, nhiều khán giả theo dõi thông tin qua các trang báo mạng không khỏi chạnh lòng. Tuy nhiên bên cạnh đó, ai nấy đều bày tỏ sự tò mò nhất định về bức ảnh bốn bé gái mặc váy ngắn màu xanh dương đứng ôm linh cữu của cố nghệ sĩ trong lúc di chuyển. Phải chăng đây là một tập tục của địa phương? Qua tìm hiểu, bốn bé gái này được gọi là đào thài, những đứa trẻ đứng chầu bốn góc quan tài hầu linh hồn người chết. Lưu truyền sau khi chết, linh hồn con người phải qua rất nhiều cửa ải dưới địa ngục. Nếu ai không thông thuộc phép tắc sẽ bị quỷ dữ tấn công hành tội. Nhưng nhờ có bốn vị thần đèn đưa đường chỉ lối, linh hồn sẽ đến được miền cực lạc. Do vậy, việc sử dụng đào thài rất được xem trọng trong các đám tang từ xa xưa. Ngày nay, tuy một số công đoạn đưa tang đã được xóa bỏ, nhưng nhiều gia đình nặng hủ tục hay khá giả vẫn thuê đào thài. Phần lớn những đứa trẻ làm nghề đào thài sẽ tự biết mình làm những gì. Tuy nhiên công việc cũng không quá khó khăn để phải khiến chúng lưỡng lự. Mỗi lần đi làm đào thải như vậy, mỗi đứa trẻ nhận được tiền của chủ trại hòm 80.000 đồng. Số tiền không nhỏ đối với những đứa con nít tuổi lên 7 lên 8 khiến chúng luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Theo tâm linh, đào thải là người hầu linh hồn người chết về cõi bên kia. Nếu khi chết đi, nhiều linh hồn sẽ không biết những quy tắc để đi qua các cửa và sẽ bị ma quỷ ám hại. Khi có bốn vị đào thài thì linh hồn sẽ qua được bến yên nghỉ một cách thuận lợi. Chúng được trang điểm và ăn mặc giống như diễn viên hát bội. Đôi khi người nhà của người chết còn yêu cầu các đào thài ăn mặc trông giống như các thiên thần. Giải thích lý do vì sao trang điểm như vậy, bà Ngân cho hay. Vì theo dân gian, khi ma quỷ không bắt nạt được linh hồn sẽ quay lại tìm cách hãm hại các đào thài. Vì thế phải trang điểm thật khác để khi về nhà rửa sạch phấn son thì không ma quỷ nào biết được. Lý giải sự thật đằng sau bức ảnh bốn bé gái mặc váy đứng ở bốn góc quan tài trong đám tang cố nghệ sĩ Khánh Nam. Nhiều độc giả sẽ không khỏi thắc mắc tò mò về vai trò đặc biệt của bốn đứa trẻ này. Sáng ngày 24 tháng 10, gia đình, bạn bè và bà con lối xóm đã tới tiễn đưa nghệ sĩ Khánh Nam về nơi an nghỉ cuối cùng. Linh cữu của nam diễn viên được an táng tại mỏ cày Bến Tre. Nghệ sĩ Phước Sang, Thanh Bạch, Phú Quý cầm hoa lan hòa vào dòng người trong không khí tang thương xót xa. Chứng kiến cảnh tượng đau buồn, nhiều khán giả theo dõi thông tin qua các trang báo mạng không khỏi chạnh lòng. Tuy nhiên bên cạnh đó, ai nấy đều bày tỏ sự tò mò nhất định về bức ảnh bốn bé gái mặc váy ngắn màu xanh dương đứng ôm linh cữu của cố nghệ sĩ trong lúc di chuyển. Phải chăng đây là một tập tục của địa phương? Qua tìm hiểu, bốn bé gái này được gọi là đào thài, những đứa trẻ đứng chầu bốn góc quan tài hầu linh hồn người chết. Lưu truyền sau khi chết, linh hồn con người phải qua rất nhiều cửa ải dưới địa ngục. Nếu ai không thông thuộc phép tắc sẽ bị quỷ dữ tấn công hành tội. Nhưng nhờ có bốn vị thần đèn đưa đường chỉ lối, linh hồn sẽ đến được miền cực lạc. Do vậy, việc sử dụng đào thài rất được xem trọng trong các đám tang từ xa xưa. Ngày nay, tuy một số công đoạn đưa tang đã được xóa bỏ, nhưng nhiều gia đình nặng hủ tục hay khá giả vẫn thuê đào thài. Phần lớn những đứa trẻ làm nghề đào thài sẽ tự biết mình làm những gì. Tuy nhiên công việc cũng không quá khó khăn để phải khiến chúng lưỡng lự. Mỗi lần đi làm đào thài như vậy, mỗi đứa trẻ nhận được tiền của chủ trại hòm 80.000 đồng. Số tiền không nhỏ đối với những đứa con nít tuổi lên 7 lên 8 khiến chúng luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Theo tâm linh, đào thài là người hầu linh hồn người chết về cõi bên kia. Nếu khi chết đi, nhiều linh hồn sẽ không biết những quy tắc để đi qua các cửa và sẽ bị ma quỷ ám hại. Khi có bốn vị đào thài thì linh hồn sẽ qua được bến yên nghỉ một cách thuận lợi. Chúng được trang điểm và ăn mặc giống như diễn viên hát bội. Đôi khi người nhà của người chết còn yêu cầu các đào thài ăn mặc trông giống như các thiên thần. Giải thích lý do vì sao trang điểm như vậy, bà Ngân cho hay. Vì theo dân gian, khi ma quỷ không bắt nạt được linh hồn sẽ quay lại tìm cách hãm hại các đào thài.
vì thế phải trang điểm thật khác để khi về nhà rửa sạch phấn son thì không ma quỷ nào biết được. Lý giải sự thật đằng sau bức ảnh bốn bé gái mặc váy đứng ở bốn góc quan tài trong đám tang cố nghệ sĩ Khánh Nam. Nhiều độc giả sẽ không khỏi thắc mắc tò mò về vai trò đặc biệt của bốn đứa trẻ này. Sáng ngày 24 tháng 10, gia đình, bạn bè và bà con lối xóm đã tới tiễn đưa nghệ sĩ Khánh Nam về nơi an nghỉ cuối cùng. Linh cữu của nam diễn viên được an táng tại mỏ cày Bến Tre. Nghệ sĩ Phước Sang, Thanh Bạch, Phú Quý cầm hoa lan hòa vào dòng người trong không khí tang thương xót xa. Chứng kiến cảnh tượng đau buồn, nhiều khán giả theo dõi thông tin qua các trang báo mạng không khỏi chạnh lòng. Tuy nhiên bên cạnh đó, ai nấy đều bày tỏ sự tò mò nhất định về bức ảnh bốn bé gái mặc váy ngắn màu xanh dương đứng ôm linh cữu của cố nghệ sĩ trong lúc di chuyển. Phải chăng đây là một tập tục của địa phương? Qua tìm hiểu, bốn bé gái này được gọi là đào thài, những đứa trẻ đứng chầu bốn góc quan tài hầu linh hồn người chết. Lưu truyền sau khi chết, linh hồn con người phải qua rất nhiều cửa ải dưới địa ngục. Nếu ai không thông thuộc phép tắc sẽ bị quỷ dữ tấn công hành tội. Nhưng nhờ có bốn vị thần đèn đưa đường chỉ lối, linh hồn sẽ đến được miền cực lạc. Do vậy, việc sử dụng đào thài rất được xem trọng trong các đám tang từ xa xưa. Ngày nay, tuy một số công đoạn đưa tang đã được xóa bỏ, nhưng nhiều gia đình nặng hủ tục hay khá giả vẫn thuê đào thài. Phần lớn những đứa trẻ làm nghề đào thài sẽ tự biết mình làm những gì. Tuy nhiên công việc cũng không quá khó khăn để phải khiến chúng lưỡng lự. Mỗi lần đi làm đào thải như vậy, mỗi đứa trẻ nhận được tiền của chủ trại hòm 80.000 đồng. Số tiền không nhỏ đối với những đứa con nít tuổi lên 7 lên 8 khiến chúng luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Theo tâm linh, đào thải là người hầu linh hồn người chết về cõi bên kia. Nếu khi chết đi, nhiều linh hồn sẽ không biết những quy tắc để đi qua các cửa và sẽ bị ma quỷ ám hại. Khi có bốn vị đào thài thì linh hồn sẽ qua được bến yên nghỉ một cách thuận lợi. Chúng được trang điểm và ăn mặc giống như diễn viên hát bội. Đôi khi người nhà của người chết còn yêu cầu các đào thài ăn mặc trông giống như các thiên thần. Giải thích lý do vì sao trang điểm như vậy, bà Ngân cho hay. Vì theo dân gian, khi ma quỷ không bắt nạt được linh hồn sẽ quay lại tìm cách hãm hại các đào thài. Vì thế phải trang điểm thật khác để khi về nhà rửa sạch phấn son thì không ma quỷ nào biết được.
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!